Trung 81 Vlog xin chào mọi người nha. Tối nay mình đi đốt rác mía nha mọi người. Mình đốt rác mía để ngày mai anh em người ta phát gốc rồi người ta rùng người ta bỏ phân cho kịp vụ nha mọi người. Bây giờ đã là kia rồi mọi người. Kia rồi mà quá chừng ngọn lửa bắt đầu biến vô cái lá, thấy mọi người thấy không? Lửa bán lớn mọi người. Thì mỗi lần chặt mía xong ấy thì bà con nông dân trồng mía là bắt đầu chờ vào trời tối hoặc là trời gần sáng, trời nhiều sương ít gió là người ta bắt đầu người ta đốt nha mọi người. Bây giờ mình đang đi đốt để ngày mai anh em nó phát gốc này. Ở phía trên trên xa đây người ta cũng có một củ mía khác đang đốt đấy mọi người. Để an toàn không bị cháy leo thì bà con mang theo một cái bình thuốc sâu chứa nước trong đây, khi mà nó cháy đi ra khỏi cái bờ nước này mọi người là bà con người ta phun người ta dập. Hàng như ở phía xa xa kia mọi người thấy không? Đây, ở chồm này. Giờ nó bắt đầu cháy leo qua bên cái đám mía của một chủ khác này. À, đây là cái đám mía của chủ khác. Bây giờ chỗ cái đoạn kia, cái đoạn ở chỗ đấy nó đang cháy leo qua. Thì người ta sẽ mang theo cái bình đây, người ta đi phun những cái chỗ đấy nha mọi người. Một chút nữa mình sẽ quay xong cái video đây, mình sẽ lại mình ra xung quanh biên rồi mình sẽ phun những cái chỗ đó để tránh cái leo qua những cái đám mía khác. Đám mía mà người ta chưa có chặt nó cháy leo và cháy mía của bà con nông dân rồi, thiệt hại lớn lắm mọi người. Quá chừng là trời vừa khuya rồi mà nó cháy bén đám mía này nó khô rồi mà sương nó xuống nó vẫn cứ cháy rất mạnh nha mọi người ha. Người thấy hay hãy like đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha, cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi bây giờ video của mình xin kết thúc ở đây. Để mình mang cái bình thuốc mình lại xung mình đi ra xung quanh cái biên coi thử nó có cháy leo chỗ nào không. Xin chào tạm biệt mọi người nha.